Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng 8 xin kính chào khách nha. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 29 tháng 12. Thì hôm nay hiện tại chúng em đang hoàn thiện một bộ bàn ghế nghê đỉnh 10 món bằng chất liệu gỗ gõ đỏ tay 14 của khách hàng ở tại Tiên Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây thì mình quý vị, đây là anh em thợ đang rất là gấp rút để hoàn thiện bộ ghế này đây. Bộ ghế hàng khủng tay 14. Mà quý vị là những chiếc ghế nhỏ của bộ nghề. Đây là bộ này khách hàng đã đặt khá là lâu rồi. Hôm nay chúng tôi đang trong quá trình làm phần giáp mịn. Thì hôm trước là khách hàng đã xuống ký duyệt phần mộc của sản phẩm rồi. Bốn chiếc ghế nhỏ và phía bên này là chiếc đoạn dài. À, nhân tiện thì tôi giới thiệu luôn vòng hiện tại là nó sắp giáp Tết thôi nên là khá là nhiều việc. Còn đây là phần bàn của bộ ghế 10 món vậy nhá. Bàn rất là to và được đục chạm tứ linh. Ở phía bên ngoài này thì chúng tôi đang hoàn thiện một số mặt hàng khác như là kệ TV, bàn ghế. Nào chúng tôi cũng có hàng hơn chục công nhân để hoàn thiện vậy nhé. Đây là tập thể. Ở phía trong này là một bộ bàn ghế mun đuôi công, kệ tivi và đồng hồ của khách ở tại Sơn Tịnh, Cẩm Khê. Tôi lướt qua cho quý vị tham khảo. Đây là bộ bàn ghế mun đuôi công. Rất là đẹp, vân gỗ. Đây là khu vực phun sơn của chúng tôi. Còn phía ngoài cổng nữa. Đây là những chiếc sập Vĩnh Phúc. Rất là nhiều hàng hóa đang chúng tôi chuẩn bị đến Tết Nguyên Đán 2020. Đây là những bộ nghê đỉnh của khách ở Hà Nội và tại Hạ Hòa. Rất là nhiều sập. Hiện tại chúng tôi đang lắp lên 3 chiếc sập cho khách hàng để chuẩn bị hoàn thiện. Đây là phía trước cổng nhé. Đây là đôi lộc bình của khách ở tại thị xã Phú Thọ. 1m8. Chất liệu gỗ hương. Rất là nhiều hàng quý vị nhé. Đây. Chúng tôi có để trước biển ở đây. Đó, mọi người có nhu cầu mua sắm về đồ gỗ thì hãy liên hệ tới xưởng ở đồ gỗ Tùng 8 nhé. Có số điện thoại là 0987 510806 và cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ.